Rồi, đối với Session 4 thì mình sẽ được nghe một cái lecture, một cái bài giảng về một cái chủ đề nào đó. Có thể về bất kỳ một cái chủ đề nào trên thế giới này, mình không thể nào biết được. Cho nên cái phần Session 4 này là cái phần khó nhất. Bởi vì nó sẽ test, nó sẽ kiểm tra cái năng lực, cái vốn từ vựng của mình. Đó, thì phần lớn những cái bài của Session 4 là nó thuộc dạng điền từ như thế này. Ha, thì mình phải nghe được những cái từ chuyên ngành của cái chủ đề này để mình có thể điền được vào nó. Chủ đề của Session 4 ngày hôm nay là Seminar on Rock Art. Rock Art có nghĩa là những cái nghệ thuật trên đá. Đó, những cái người cổ đại, những người hồi xưa khi mà họ vẽ đó thì họ sẽ vẽ trên đá. Thì Seminar là một cái bài thuyết trình. Đó, một cái hội thảo về cái chủ đề này. Rồi thì cái phần chuẩn bị ha, người ta cho mình 30 giây để mình chuẩn bị hết luôn cả 10 câu. Đã, nhưng mà bởi vì mình luyện tập ha, cho nên thầy sẽ tách nó ra. Câu số 31 và câu số 35 mình sẽ làm trước. Ok. Rồi, 31 thì mình cần cái gì đây? In preparation for field work trip. Field work trip có nghĩa là một cái chuyến đi thực địa, là đi đến tận cái nơi đó. In. In thì có thể là in ở một cái nơi nào đó, đúng không? Một cái where, một cái địa điểm nào đó, hoặc là một cái khoảng thời gian nào đó, mình không biết được. Có thể là vào tháng 5, in May, đúng không? Hoặc có thể là vào mùa xuân, in the spring, hoặc là có thể ở nước Pháp, in France, mình không biết. Mình chỉ biết là một cái nơi chốn hoặc là một cái thời gian nào đó thôi. Cho câu số 31. Rồi câu 32. Earliest explanation là những cái sự giải thích đầu tiên of engravings of animal footprints. Animal footprints có nghĩa là cái dấu chân động vật. Engravings là những cái khắc, những cái hình khắc. Cái hình khắc của những cái dấu chân động vật này, tại sao nó lại có như vậy? Thì ở đây sẽ có những cái giải thích lý do tại sao lại có những cái hình khắc này. They were used to help, nó được sử dụng để mà giúp đỡ. Learn about tracking, học về cái cách mà lần mò, dò tìm. Thì giúp đỡ, phải là giúp đỡ một cái người nào đó, đúng không? Whom, ai, giúp đỡ ai, học về cái cách mà dò tìm. Ok, rồi, but, tuy nhiên, why are the tracks usually, tại sao những cái dấu vết này, thì mình cần cái gì? Are, to be ở đây, thì ở đây phải là một cái tính từ ha. Mình không biết là cái gì hết, nhưng mà mình biết nó là tính từ. Ok. Number 34. Why are the unrealistic animals sometimes half? Những cái con vật mà không có thật này, tại sao nó lại half, một nửa cái gì đó? Có thể nó là danh, có thể nó là tính từ. Hoặc có thể nó là động, một cái danh từ. Half, một nửa gì? Có thể là một nửa con bò, một nửa con hươu, đúng không? Đó, những cái hình hồi xưa đó thường nó vẽ là một nửa con này, một nửa con kia, giống như nhân mã, đúng không? Là một nửa người với là một nửa ngựa. Ok, tại sao nó lại như vậy? Rồi, more recent explanation là những cái giải thích gần đây. Đây là những cái giải thích mà lần đầu tiên người ta khám phá ra được, người ta tìm cách giải thích. Bây giờ, sau một khoảng thời gian thì người ta sẽ giải thích như thế này. Wise men là những người thông thái. Những người thông thái có nghĩa là trong cái bộ lạc đó thường sẽ có những cái người gọi là tộc chủ, đúng không? Bộ lạc chủ đó gọi là wise men, những người thông thái. Thường là những người già ha. May have been trying to control wild animals with. Đó, có thể là đã cố gắng kiểm soát những cái con thú hoang với cái gì? Đó, những cái người tộc chủ, những cái người thông thái. Kiểm soát những con vật bằng cái gì? Ok. Rồi, bắt đầu nha. Section 4. You will hear part of a lecture about cave paintings and other types of rock art. First, you have some time to look at questions 31 to 40. Now listen carefully and answer questions 31 to 40. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia.
We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute. So I shall expect 200% attention and participation from you all. First in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art. And in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please listen very carefully. I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world. And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own, the first and most important lesson we have to learn. In Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars used to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a schoolbook with pictures to teach children about tracks, which track belonged to which animal, giraffe, lion, and so on. But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. Well, you'd expect just one clear illustration if the reason, the aim was to teach tracking. Now, there were two more problems. Why are some of the engravings of animals very accurate, as you'd expect, all clearly identifiable, and others quite unrealistic? And another mystery. Some of these unrealistic animals, that's in the engravings, seem to be half-human. Some, for example, have got human faces. Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believed they could use magic to control the animals they had drawn, so the hunters could then catch them for food. This shows you some of the dangers of coming from one culture to another, as we'll be doing, without understanding it fully. Scholars imagined that children looked at rock art pictures to learn to track, just because they themselves had learnt skills from pictures. Many researchers now believe that rock art had a much more complex purpose. And we'll talk more about it next week. Good afternoon, everyone. This is the first seminar in preparation for our archaeological fieldwork in Namibia. We are fantastically lucky to have received partial research funding for this trip from our institute. So I shall expect 200% attention and participation from you all. First in this seminar, I'm going to give a brief introduction to contemporary research on rock art. And in the second part, I'm going to give you some do's and don'ts for our fieldwork trip in April. So please listen very carefully. Câu đầu tiên rất là đơn giản đúng không? I'm going to give you some do's and don'ts. Do's and don'ts là những thứ mình nên làm và những thứ mình không nên làm ha. Do's and don'ts for our fieldwork trip in April. Đó cho cái chuyến đi thực địa in April, như vậy là vào tháng 4. April mình phải viết hoa nha, bởi vì nó là một cái tháng. I'm first going to focus on the interpretation of rock art in Namibia. We are very fortunate to be going to an area where you can find some of the most important sites in the entire world. And I hope to show you how easy it is for everyone to make mistakes in looking at cultures which are different from our own. The first and most important lesson we have to learn. In Namibia, there are both paintings and engravings. That's where the surface of the rock is cut out. Many of the engravings show footprints of animals, and most scholars used to think that the purpose of these was simple and obvious. This rock art was like a schoolbook with pictures to teach children about tracks, which track belonged to which animal, giraffe, lion, and so on. Rồi, many of the engravings show footprints of animals. Có rất là nhiều cái hình khắc mà nó cho ta thấy cái dấu chân động vật. Most scholars là học giả ha. Used to think that, đã nghĩ là, đó hồi xưa used to là đã từng nghĩ là cái mục đích rất là đơn giản and obvious là rất là hiển nhiên. Đó, this rock art was like a school book with picture. Đó, có nghĩa là những cái hình khắc á, nó giống như là một cuốn tập mà có hình để mà teach children, dạy dỗ những đứa trẻ về cái cách, về cái dấu vết.
Đó, cái dấu vết nào thuộc về con vật nào? Which track belongs to which animal? Ok, rồi như vậy là được dùng để giúp ai? Để giúp children learn about trackings. But there were some mysteries. First, when you look at a typical Namibian painting or engraving, you see the tracks are repeated. There are dozens of tracks for the same animal. Well, you'd expect just one clear illustration if the reason, the aim was to teach tracking. Now, there were two more problems. Rồi, but, ở đây cũng but nè, rồi bắt đầu là mình biết sắp xuống dưới đây rồi đúng không? There were some mysteries, có một vài cái điều bí hiểm. First, đầu tiên đây, cái câu đầu tiên đây. When you look at, you see the tracks are repeated. Đó, bạn thấy là những cái hình, những cái dấu đó, những cái dấu vết đó nó được lặp đi lặp lại. There are dozens of tracks for the same animal. Có rất là nhiều cái dấu vết cho cùng một cái con vật. Ok. Rồi, nếu mà mình dùng nó để mình dạy, what you expect is one clear illustration if the reason was to teach tracking. Nếu mà cái mục đích là để dạy thôi á, thì chỉ cần một cái hình là được rồi. Tại sao lại có quá là nhiều những cái hình, cái dấu chân của cùng một con vật để làm cái gì? Đúng không? Như vậy là cái câu hỏi là why are the tracks usually, cái tính từ ở đây mình có, mình cần phải biết. Đó chính là chữ repeated, lặp đi lặp lại. Tại sao những cái dấu vết, những cái hình ảnh này nó lại được lặp đi lặp lại? Đó là cái tính từ duy nhất mà nó có ý nghĩa, khi mà bỏ vô đây. Why are some of the engravings of animals very accurate, as you'd expect, all clearly identifiable, and others quite unrealistic? And another mystery. Some of these unrealistic animals, that's in the engravings, seem to be half human. Some, for example, have got human faces. Rồi, rất là đơn giản đúng không? Some of these unrealistic animals, một vài cái con vật không có thật này, seem to be half human. Trông như thể là nó chỉ có một nửa là người. Có một nửa người trong đó. Half human. Đó. For example, some have got human faces. Một vài con thì có cái mặt người. Đó. Như vậy thì đâu phải là để dùng để mà dạy cho mấy đứa trẻ về cái cách lần mò đúng không? Nếu mà dạy thì mình phải dạy những con vật có thiệt. Tại sao là dạy những cái lại vẽ những con vật mà không có thật? Unrealistic như vậy. Mục đích là để làm gì? Many researchers now think that these were pictures the wise men engraved of themselves. They believed they could use magic to control the animals they had drawn, so the hunters could then catch them for food. Right. Many researchers now think that Đó, những cái nhà nghiên cứu bây giờ nghĩ là, có nghĩa là recent explanation, những cái cách giải thích mà gần đây. Đó, the wise men, they believed they could use magic to control the animals they had drawn. Những cái người thông thái này, họ nghĩ là họ có thể sử dụng ma thuật để mà kiểm soát con vật mà họ đã vẽ nên. Để chi? Để mà những cái người hunter có thể bắt nó, có thể bắt chúng. Như vậy là trying to control, kiểm soát động vật bằng cái gì? Bằng magic. Đó, vẽ lên tường giống như là một cái cách dùng ma thuật để mà kiểm soát động vật ha. Rồi, ở đây mình cũng chỉ có thể ghi được một chữ duy nhất thôi ha, lại là điền vào chỗ trống. If you look at a sign, nếu mà bạn nhìn cái nơi đó, a sign cái là một cái địa điểm. Nếu mà mình nhìn cái địa điểm đó from a, từ a thì phía sau phải là một cái danh từ, đúng không? Mình không biết là từ cái gì, từ một cái địa điểm nào đó. Mình nhìn một cái địa điểm từ một cái nơi nào đó, có thể là như vậy. You reduce visitor pressure, có nghĩa là bạn sẽ giảm đi cái áp lực của du khách. Câu này hơi bị khó hiểu đúng không? To camp on a site, có nghĩa là cắm trại. Mình đi đến cái nơi đó mình cắm trại, maybe disrespectful. Thì có thể là nó không tôn trọng đến những cái người từ đó. Từ cái gì? Có thể là từ nơi đó. Đúng không? Mình đến cái nơi đó mình cắm trại, có thể là mình không có tôn trọng những người từ cái nơi đó. Nhưng mà
cứ để là danh từ đi ha, from that gì đó, from that place có thể. Undiscovered material may be damaged by đó, những cái vật liệu ha, material, những cái vật liệu mà chưa được khám phá, chưa được khám phá, undiscovered, có thể bị phá hủy, có thể bị tổn hại bởi bởi một thứ gì đó hoặc là bởi một người nào đó, đúng không? Whom, cái này có thể là what, một cái thứ gì đó hoặc một người nào đó. 39 thì dễ hơn nè, you should avoid, bạn nên tránh. Tránh phải là một cái động từ, mà là phải là động từ verb, phải là verb in ha, bởi vì phía sau avoid là một cái động từ mà có thêm in vào. Or tracing rock art as it is so fragile. Đó, bạn nên tránh làm cái gì? Bởi vì nó rất là dễ bị tổn thương ha. Fragile là dễ vỡ đó, hàng dễ vỡ mình gọi là fragile. Rồi, 40 in general, nói chung á, nó tóm lại á, your aim is to leave the site. Cái mục đích của mình là mình sẽ để cái nơi đó nó như thế nào. Leave the site có nghĩa là khi mà mình rời đi á, cái nơi đó nó phải như thế nào. Thì ở đây mình cần một cái tính từ. Đó. Ok, có thể mình lúc mình rời đi á, mình để cái nơi đó nó không có bị tổn hại. Mình để cái nơi đó nó như cũ, nó không có bị thay đổi gì hết, đúng không? Rồi, let's go. Whenever you do go to a site, don't forget you can learn many things from observing at a distance instead of walking all over it. This can really help to reduce visitor pressure. People often say, well, there's only two of us and just this one time. But maybe thousands of people are saying the same thing. And then some basic rules to guide you. We'll have our own camp near a village, but remember never to camp on a site if you go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture, and certainly don't make fires, however romantic it may seem. It's really dangerous in dry areas, and you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. So, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? By looking at it, drawing it, and photographing it. Never by touching it or even tracing it. Rock art is fragile and precious. Remember that climbing on rocks and in caves can destroy in a moment what has lasted for centuries. So no heroics in Namibia, please. Try to be extra careful and help others to be too. Oh, and lastly, please don't even move rocks or branches to take photographs. You should leave the site intact. I'm sure I can rely on you to do that. Well, that's about all I want to say before today's first discussion. But if you have any questions, please ask them now. Oh, and don't forget you'll find some fascinating information about worldwide sites on the internet. Right, first question then. That is the end of section 4. You now have half a minute to check your answers. Before I invite you to join in a discussion in this second part of the seminar, I'd like to make some very important points about our fieldwork, and in fact, any field trip to look at rock art. We're going to a number of sites, and we won't always be together. The single largest problem faced by people who manage the sites is, yes, I'm sure you've guessed, damage caused by visitors, even though it's usually unintentional. Whenever you do go to a site, don't forget, you can learn many things from observing at a distance instead of walking all over it. This can really help to reduce visitor pressure. Right, this can help to reduce visitor pressure. Reduce visitor pressure. Đó, cái điều này có thể giúp làm giảm cái này. Cái điều này là cái gì? This. Don't forget, you can learn many things from observing at a distance. Đó, observing có nghĩa là quan sát từ xa. If you look at a site from a distance. Đó đúng không? Observe at a distance có nghĩa là look at something from a distance, từ xa. Thì mình sẽ giảm cái áp lực của du khách. Mình đừng có chạy đến, mình đụng đến nó, mình cứ nhìn nó từ xa thôi là được. People often say, well, there's only two of us and just this one time. But maybe thousands of people are saying the same thing.
And then some basic rules to guide you. We'll have our own camp near a village, but remember never to camp on a site if you go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture. And certainly don't make fires, however romantic it may seem. Câu này thì đơn giản đúng không? Never to camp on a site if you go on your own. Nếu mà mình đi một mình, go on your own. It may be disrespectful to the people of that culture. People from that culture. Không tôn trọng những người từ cái nền văn hóa đó. Don't make fires. Đừng có đốt lửa trại ha. Bởi vì nó sẽ sai lắm. However romantic it may seem, cho dù nó lãng mạn đến thế nào đi nữa, cũng không nên làm cái điều này. It's really dangerous in dry areas, and you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. Right, you can easily burn priceless undiscovered material by doing so. Mình có thể đốt cháy những cái tài liệu, những cái vật thể mà chưa được khám phá. Nếu mà mình làm điều đó là làm điều gì? Make fires nè. Đó, nếu mà mình tạo lửa thì mới có cái burn đúng không? Mới đốt cháy được. Đó, ở đây mình chỉ cần một chữ thôi. Một chữ. Thì mình sẽ dùng chữ gì? By fires. Ok. Fires, tại sao fire có S? Fires này có nghĩa là những cái nhóm lửa đó, những cái giống như lửa trại đó. Chứ không phải là ngọn lửa ha. Nếu mà ngọn lửa thì nó không đếm được. So, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? By looking at it, drawing it, and photographing it. Never by touching it or even tracing it. Rock art is fragile and precious. Right, how are we going to enjoy the rock art on our field trip? Rồi, chúng ta sẽ thưởng thức những cái tác phẩm nghệ thuật này như thế nào? By looking at it, never by touching it, or even tracing it. Never có nghĩa là mình không bao giờ được chạm vào nó. Đúng không? Như vậy ở đây là you should avoid touching. Đó. Rock art is fragile and precious. Rất là dễ vỡ và rất là đáng trân quý. Precious. Nó đồng nghĩa với là chữ valuable ha. Nó đồng nghĩa với chữ priceless luôn á, vô giá, rất là giá trị. Remember that climbing on rocks and in caves can destroy in a moment what has lasted for centuries. So, no heroics in Namibia, please. Try to be extra careful and help others to be too. Oh, and lastly, please don't even move rocks or branches to take photographs. You should leave the site intact. I'm sure I can rely on you to do that. Chữ này khá là căng ha. Please don't even move rocks or branches to take photographs. Đừng có mà di chuyển những cái hòn đá để mà chụp hình ha. You should leave the site intact. Đó, your aim is to leave the site intact. Intact có nghĩa là không có thay đổi. Nó có thể đồng nghĩa với chữ unchanged. Intact có nghĩa là giữ nguyên, nguyên vẹn như vậy. Không được thay đổi gì hết. Leave the site intact. Okay, that's it.